Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chắc Phúc Vlog. Hôm nay giới thiệu với anh em bởi chó Phúc Quốc 45 ngày nha anh em. Đây, 45 ngày. Tai lên căng rồi đây. Quấn như giặc luôn anh em ạ. Hiện tại đang còn hiện tại bài này đang còn hai em đực, à hai em cái một em đực, hai em cái một em đực với lại ba em đực rất xoáy. Đây ba em đực rất xoáy, đây đực rất xoáy này. Anh em mà có nhu cầu nuôi về nuôi chơi này dưới nhà này thì alo cho mình nha. Đây đực nhận lửa này, rất xoáy này. Đây cho ra nắng xuống cho anh em xem này, rất là đẹp này. Đấy, bài này hầu dễ cu đen này, mặt mũi rất đẹp này. Đấy, đây đây em đực này, đực đầu đàn này rất là đẹp này. Đực này không bán anh em nhé, đực này không bán. Đây đực này này, đấy 45 ngày này, tai lên hết rồi này. Đây em này, em cái này, cái đây cái xoáy rất là dài này nhé. Anh em có nhu cầu làm giống này thì liên hệ với mình nhé. Bài này cặp mắt rất đẹp này, bảo đảm 100% cho anh em luôn, cặp mắt rất là giống cha cu đen nha. Đấy ở đây có ba em được rất xoáy này, anh em nào nhanh tay này, hàng cho anh em dành chơi trong nhà giữ vườn này. Đây rất là ok nha, mặt mũi đẹp lắm, mình không phải là khoe đâu nhưng mà thật sự mặt mũi rất là đẹp, rất là quấn chủ này, nó quấn như là quấn như sam luôn này. Đấy cho anh em xem nhé. Anh em có nhu cầu mua con giống này liên hệ giùm mình nhé. Hiện tại này con em cái đen xoáy kiếm này này, đây cái đen xoáy kiếm này thì đã có khách cọc rồi nhá. Cái vện đen xoáy kiếm đã có khách cọc rồi. Còn hiện tại đây này, vện kem này đây, vện kem xoáy bản nhá, xoáy bản này, mắt vàng khè luôn, mới có 45 ngày mà mắt vàng khè luôn này. Đó, đang lên màu nha anh em nhé. Tai lên rồi đấy, anh em xem nhé. Cái này đây, hiện tại là còn lại hai em cái này, cái này đấy cho anh em xem. Tai lên này, 45 ngày tai lên căng rồi này, lưỡi đốm thôi nha. Đấy. Không xoáy này, giới thiệu cho anh em không xoáy này. Đây, không xoáy này. Đấy, đực nha, mắt vàng khè luôn nha anh em ơi, mắt vàng khè luôn, mắt đột biến rất đẹp nha. Có ba em đực không xoáy này, anh em là nhanh tay này, vện lửa này, đây vện lửa đều hai bên này. Đấy, mặt rất là đẹp này. Bắt đầu nhận kèo anh em nhé. 45 ngày, 15 ngày nó chích mũi 2 là xuất chuồng nha anh em. 15 ngày nữa thôi anh em nhanh tay nha. Anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Đấy. Em đực này có cái vân rất là đẹp này. Vân như là vân gỗ luôn. Đấy, càng lớn càng giãn ra cực kỳ đẹp luôn. Đấy cho anh em xem nha. Hiện tại thì mình đang có bán liền luôn. Bán liền luôn thì em cái vện này, cái vện xoáy kiếm này. Đấy, cái vện xoáy kiếm này, xoáy kiếm dài luôn nhá. Đây, cái vện xoáy kiếm này rất là dài này, lưỡi đốm này. Cho anh em xem. Đây đưa qua một chút xíu cu đen nhà mình đây nhá anh em nhá. Trong tất cả các video mình đều giới thiệu nhá anh em, cu đen nhà mình này mắt rất là đẹp này, độc nhất vô nhị luôn. Đố anh em kiếm được con thứ hai như vậy nhá, như vậy chứ không phải giống giống rồi nha, không có con thứ hai đâu anh em.
Xin chào tất cả anh em, nhanh tay nào, nhanh tay sở hữu cho mình một bé rất là dễ thương nào. Đây, còn hiện tại bây giờ mình đang bán này, em này này, 4 triệu rưỡi này, đực vàng nhá. Đực vàng 4 triệu rưỡi này, bao ship toàn quốc này. Nếu anh em bắt tại nhà mình thì mình sẽ bớt cho 500 này, là còn 4 triệu này anh em nhá. Và em đực này này, đực lưỡi đen này, mặt đen lưỡi đen này. Đây, cho anh em xem luôn. Lưỡi đen nhá, lưỡi đen thui luôn này, đấy. Anh em xem kỹ video giúp mình nha, lưỡi đen thui luôn đấy. Đấy, anh em xem. Con này là đực này, cũng hầu dậy cu đen luôn. Lưỡi đen này. Lưỡi đen tuyệt vời luôn. Đấy, em vịt này. Nhắc lại với anh em nhá, em vàng này là 4 triệu rưỡi này. Mình bao ship toàn quốc. Hiện tại bây giờ đang trong mùa dịch. Nếu anh em mua thì đặt cọc. Hết dịch thì mình sẽ ship nhá. Còn nếu mà khu vực miền Nam thì có thể tới tại nhà mình bắt, mình ở Bình Chiếu, Thủ Đức anh em nhé. Tới tại nhà bắt thì mình bớt cho tiền xăng này. Đấy, con em đực này có cái cặp mắt rất là đẹp luôn. Mắt mới có gần 3 tháng mà mắt đã lên màu này, màu đỏ âu luôn nhá. Và viền mắt viền thì đen đậm này. Đấy, móng hơi phân vớt đen, nhìn chó rất là cứng, xoay kiếm luôn, xoay kiếm dài nhá. Và hiện tại có cặp này cũng đang chuẩn bị lên giống này. Anh em nào có nhu cầu về mua nuôi sinh sản này, anh em có nhu cầu nuôi sinh sản thì liên hệ với mình theo số điện thoại nhé. Cặp này là chuẩn bị lên giống này, có thể hỗ trợ phối với cu đen nhé. Cặp này có cái cặp mắt tướng tá màu lông cực kỳ đẹp này, một em vàng bò và một em vàng nắng nhé. Đấy, anh em xem video xem vui, nhớ đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và để lựa chọn cho mình những con giống phù hợp ha. Lựa chọn cho mình những con giống phù hợp nếu như mình có nhu cầu. Đấy, đây, cho anh em xem kỹ cho nó, nhìn cho nó sướng mắt. Rất là thân thiện các bạn. Này, em này có mắt rất đẹp luôn, rất là thân thiện. Mắt to, rõ mà lại sách. Lưỡi đốm. Xoáy kiếm luôn nha. Xoáy kiếm này, xoáy kiếm dài luôn. Đấy, cặp mắt mặt mũi rất là đẹp, mõm thắt, bé xíu luôn. Em này cũng vậy. Em này là cặp mắt đỏ âu, nhìn chó rất là chất. Nhìn rất là có hồn anh em nhé. Đấy. Má bạc. Để cho anh em xem. Hai em này là hai em tay cục này, đang phơi nắng này. Nắng và bổ sung chất, bổ sung canxi để cho nó nhanh lên tai nha anh em. Đấy. Nếu anh em có nhu cầu mua, em này là có chủ rồi nha, chỉ có mua em này thôi. Vẹn lửa lưỡi đốm, hầu dậy cu đen luôn. Hello, xin chào tất cả anh em, chào anh em. À, anh em có nhu cầu mua con giống thì liên hệ với mình nha. Để có những con giống chất lượng nha. Đấy, phá như giặc luôn. Hiện tại mình đang có bầy này 45 ngày nha. Anh em nhận cọc thì alo cho mình nha. Đây có 3 em đực. 3 em đực rất xoáy. 3 em đực rất xoáy. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình sớm nha. Ba em được rất xoáy, hàng sinh viên nuôi về chơi thôi. Này, này, ui dù, ui dù, ui dù, ui dù, ui dù. Bơi bằng bé xíu mà đã hăng rồi này. Ui dù, ui dù, ui dù. Ui dù, ui dù. Thần kinh tốt, bám chủ lắm anh em ạ. Ui dù, ui dù, ui dù, ui. Này, nhìn này. Bé xíu còn hằng gớm rồi. Hello, hello, hello. Xin chào anh em. Chào anh em xem vui nha. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha anh em ơi. Hello, hello. Đây, đây, đây.
Anh em có nhu cầu mua con giống nha, hiện tại bây giờ đang còn lại 2 em cái nha, 2 em cái với lại 3 em đực rất xoáy anh em nha. Bầy này còn lại 2 em cái, 3 em đực rất xoáy. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Đây, đực rất xoáy nè, mặt mũi rất đẹp nè. Tiếc là em không có xoáy thôi chứ còn tất cả còn lại ok hết nha. Còn lại tuyệt vời luôn. Đấy, anh em xem vui nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.